Thì em về đây em sống, nói chung sống được bao nhiêu là hay bấy nhiêu đó. Thì nói chung là cái đó thì phải có bảo hiểm, nhưng mà em không có khả năng tiền à. Ăn em còn không có, nó làm gì có tiền mua bảo hiểm anh. Vậy thì chị có khi nào mà chị cảm thấy mình sợ cái chết không? Dạ không. Không hả? Em giờ nói chung em sống thoải mái lắm, sống thì vui vẻ, sống được ngày nào hay ngày đó. Chị cái này chị phơi cơm à? Dạ, cơm khô em để lên phơi. Cơm nguội vút nước lại phơi anh, để nào mà phơi cái mót lại để vô bọc. Khi nào mà tụi em muốn gạo ăn lấy cái này vô vút nước nấu lại thành cơm ăn. Xin chào tất cả mọi người nha, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Thì hiện tại thì Nhân cùng với em Phong Bụi và anh Tí Sài Gòn á, đang trên đường đi Châu Đốc. Thì đi ngang qua cái đoạn đường này á, thì với một cái tốc độ rất là nhanh, nhưng mà hình ảnh của đập vô mắt của tụi mình á, là một cái căn chòi lá nằm ngay giữa một cái nghĩa địa. Thì với một cái tính tò mò hiếu kỳ và động lại một số cái cảm xúc, thì mấy anh em quyết định quay lại hỏi thăm xem thử là có người trong cái căn chòi này hay không. Nếu như họ cần sự giúp đỡ của mình thì mình giúp được phần nào mình giúp, đúng không em? Dạ. Yeah. Thôi mình đi đi. Cái nhà anh này nằm kế bên mấy cái phân mộ ha. Thì cô là hàng xóm ở đây hả? Ở xóm. Cô kể con nghe về cái hoàn cảnh của hai chị này được không? Hồi đó nó mới lại á, tôi dẫn nó vô trong kia, thì vô trong vách mộ trong kia có cái nắp hưởng cơn bão số 9 vừa rồi á. Dạ. Tôi thấy nó ở đây như vậy nè, thì bà con ở đây nè kẻ cho tre này nè chặt để vô làm. Dạ. Nó rồi bên chị em dòng họ gì đó mới cho cao su dừng lên. Dạ. Nó rồi thì... tôi mới thấy như vậy á, tôi mới ông cậu hai ông cho che lên đi. Rồi còn hồi lúc mà nó mới lợi á, là tôi chứa nó là ngay chân vách mộ nhà tôi á, nó có cái nắp bị cơn bão số 9 vô rồi. Cái mộ nhưng mà có cái nóc, sau đó là vô. Tôi sợ nó ở đây bằng đêm, nó mưa gió, nó không, nó ướt, tội nghiệp nó. Dạ. Rồi bắt đầu ông cậu hai mới nói thôi đi, đừng ở trong đó nữa, thì giờ ra đây đi. Chỗ này là cũng dòng họ gì đó, cho ở đất đậu đó. Dạ. Rồi tao cho tre đó, mày chặt đi, chặt mày để lên đi, mày dựng lên ở. Dạ. Nó rồi nó dựng ở đó cũng mấy tháng rồi. Dạ. Thì kẻ cho cơm, ngự cho đồ ăn, cắt kho, cái đồ ai có gì cho nấy vậy. Dạ, đó. Dạ, dạ, dạ. Nó vậy đó. Khổ quá hả? Nó cũng hồi đó nó cũng chơi bời, dân. Dạ. Đập đá. Dạ, dạ. Bây giờ xa cơ. Bây giờ nó xa cơ rồi, giờ nó cải thiện rồi. Thì thành ra bà con đây tội nghiệp, công an lợi. Dạ. Công an lợi thì tụi tôi cũng khuyên, tôi nói nó vậy. Dạ. Giấy tờ tùy thân nó cũng không có nữa. Dạ. Rồi tụi tôi cũng xúm nhau năn nỉ công an, bây giờ nó cũng như hồi đó. Dạ. Nó chơi bời hút chích tới đâu mình không biết. Không biết. Bây giờ dạ, nó rồi. Về cái xứ này cũng thấy... cũng là một con người với nhau cả. Tôi thấy vậy tôi cũng bò đùm bọc đó, bây giờ địa phương ở đây cũng xem xét. Thì cũng tôi coi cũng như là... tôi cũng nói với công an, tôi trình vậy bị công an vô. Dạ. Người ta nói giấy tờ đâu, tôi nói giấy tờ hồi đó nó kiểu người dân xì ke mấy tí rồi nó chơi bà mất hết rồi. Dạ. Giấy tùy thân nó không thôi, còn. Thôi bây giờ mình không có nhắc tới quá khứ nữa, bây giờ mình nói hiện tại đi. Hiện tại. Dạ. Là bây giờ nó hoàn lương rồi. Dạ rồi. Bây giờ nó khổ, không có giúp được cái gì cho em, là cháu thì hai giúp. Hai chị này cũng chắc là có duyên với tụi con đó. Tụi con đi ngang qua, chạy xe rất là nhanh nha. Nhưng mà không biết tại sao là lại đập vô mắt, là phải bắt buộc là phải quay đầu xe lại. Thì thôi để con. Nó ở đây cũng mấy tháng rồi. Dạ dạ. Nó ở đây cũng mấy tháng rồi. 2-3 tháng rồi. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nghe. Tìm hiểu thêm cái câu chuyện này đó. Ủa chị ơi, cái này là cái nhà của chị hả? Dạ. Em vô em hỏi thăm chị tí được không? Dạ dạ được con. Em đi ngang qua đây mà em thấy hoàn cảnh của mình á. Dạ. Để em vô em hỏi thăm thử. Dạ. Chị đang ăn cơm à? Dạ. Ai cho nó được chị, đó, chị ăn cơm với cái gì đây? Dạ khô mặn. Bữa nay người ta cho quý rồi đó. Dạ. Bữa hả? Em chào chị nghe. Không có gì ăn luôn. Chị tên gì vậy? Dạ em tên Hiền. Chị Hiền hả? Chị tên gì? Dạ tên Linh. Chị Linh hả? Hai chị là chị em hay sao? Dạ tụi em là bạn. Là bạn đó hả? Thì cái nhà này là chị cất được bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 tháng anh. 3 tháng hả? Cái đất dạ. Này của mình hay là của ai chị? Dạ không, đất này là đất của người chị, em xin ở nhờ thôi, xin tá túc thôi. Vậy dạ. Hả? Thì quê của chị là ở đâu? Dạ quê gốc em ở đây. Quê gốc thì ở đây. Dạ. Chị có gia đình hay là bà con gì không?
Dạ không, bà con thì có, thì chủ đất này nè, tại vì em xin á, xin ở nhờ. Dạ. Tại do đó em cũng lỡ làm ăn chơi đó, rồi dạ. Giờ về thì nói chung gia đình em dặn từ không có thừa nhận. À, có nghĩa là hồi đó mình cũng có ăn chơi một tí. Dạ. Nhưng mà không may là bị bệnh. Dạ. Thì gia đình cũng từ luôn. Dạ. Rồi còn... về đây thì nói chung là không ai là chứa chắc hết trơn á, dạ. Xin người ta không cho ở. À, giống như kiểu là bị kỳ thị á phải không? Dạ, có à, chị đây cũng, cũng vậy luôn hả? À, hai chị em thì đồng cảnh ngộ với nhau, thì dạ. Bây giờ là không có ai giúp đỡ thì hai người cưa mang nhau mà dạ. Sống, dựa nhau mà sống. Cái này là cái nhà vệ sinh của mình đó hả chị? Dạ, chung ở đây tụi em chỉ dừng lại để tắm thôi, tắm với tiểu tiện thôi. Còn nếu mà đi tiêu thì tụi em phải đi ra ngoài bến phà. À... tại tụi em không có nhà vệ sinh để mà ấy. Dạ, dạ. Chị bị bệnh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. À vậy hả? Nói chung khi nhìn thấy cái hoàn cảnh của chị em thấy cũng thấy tội quá. Đây là cái này là gian bếp của mình phải không chị? Dạ. Cho em đi tham quan nhà chị tí nha. Dạ dạ được anh. Cái này là cái chỗ ngủ của hai chị em á hả? Dạ. Ở này thì em vô trong được không? Dạ dạ được. Lúc cây. Lúc cây. Chị tắt đèn dầu à? Dạ, đèn dầu nó cái tim nó không có, nó không có cháy nè. Đèn nó cũng chỉ cho mà thậm chí hết dầu nó cũng không có tìm vô lửa đổ vô. À vậy à. Dạ. Cái máy lợp đây là cũng không được lợp bằng một cái miếng tôn nữa, lợp bằng cái gì á? Cái này là giống như tiết gì đó của chị cho xin á, ta xin giùm rồi chị cái này mưa, cho. Mưa là chắc nó thấm này, mưa nó thấm. Dạ mưa nó tạt chứ anh. À. Nhiều khi mưa lớn quá rồi hai đứa em ngồi co gó ở đây này, kiếm chỗ nào không tạt thì ngồi. À. Còn mấy này chung về che này tụi em chắc mót xin người buộc bằng dây vải không à. Vậy à. Mấy cái cây này là cũng đi lụm về cắt lên chứ không có được gì trơn á. Là bằng tre nè. Khổ quá ta. Dạ dạ. Vậy thì cái đất này là người ta chỉ cho mình ở tạm thôi. Dạ cho như cho mình ở đấy, mình giữ đất gì đó, mình làm cỏ rồi cho sạch sẽ thôi. Còn dạ. Cuộc sống thì mấy em tự túc. Ở đây rồi mình có nước sinh hoạt không chị? Dạ có, nước này là của chủ đất này, người ta vô tới đây để cho mình tưới cây đó anh. Rồi mình xài nhờ người ta cho mình xài nước đó. Dạ. Ở ngay chỗ cái nghĩa địa như thế này thì mình có cảm giác sợ hãi gì không? Dạ không, nói chung đây cũng đất đai này cũng bên của dòng họ mồ mã của ông bà không à. À vậy hả? Dạ. Hai chị em khổ nhưng mà vẫn nuôi được một con mèo và một chú chó. Dạ. Của người ta bỏ em thấy tội, em đem về nuôi có gì ăn đó. À người ta bỏ hả? Dạ. Ta bỏ vậy thì em đem về nuôi vậy. Đi một vòng với em qua cái nhà của chị thôi. À chị làm cái gì đây? Dạ cái này em làm cái giá võng. À cái này hả? Dạ. Cái giá để móc cái võng lên nằm. À, dạ. Sắp tới là móc cái võng từ đây qua bên đây. Dạ dạ. Chuẩn bị được cái lỗi rồi đó. Dạ dạ đúng rồi. Cao ngạn con này cũng vậy. À. Nói chung là trong cái dạ, còn cái này thì em đang mót tre đặng cưa nè, cưa cái này để một chục cái này là làm chân nữa em đóng cái giường ngủ. À đây là đóng giường ngủ nữa à. Dạ. Đóng cái giường trong cái tại mấy cái đám kê bằng gạch không mà nó sụp xịt nó sụp hoài à. À, cái này là mấy miếng bạc mà nó rách hết rồi nè. Dạ mấy miếng mũ cũng mới sớm người ta cho canh ngang rồi. Mấy cái này thì tụi em lụm mà cắt thì dừng lên che tạm mở nha. Nói chung là có chỗ che thân là vui vậy anh ơi. À. Cái này giống như cái nhà đồ chơi của mấy đứa nhỏ ấy. Khổ thật. Nó rách hết rồi nè. Dạ này, nó rách chân à. Như này là cái bếp này mà rách hết rồi tan nát. Mấy nãy chung là lụm mà đắp lên không à. Vậy chứ là đúng là chị ở đây được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 3 tháng. Ở được 3 tháng hả? Dạ. Thì chính quyền địa phương có làm phiền chị không? Dạ không, thì cũng thấy lạ mặt thì về đây tất nhiên theo luật người ta phải mời hỏi rồi. Nhưng mà mời xuống thì chủ đất này người ta cũng đứng ra người ta nói thì em ở tới giờ cũng vậy chứ không có bị mời, không bị hỏi gì nữa chứ. À vậy hả? Dạ tụi em nói chung về đây sống em không có phiền hà tới ai nữa. Rồi khi mà chị bị bệnh như vậy á, chị có cảm thấy là mặc cảm với xã hội không? Dạ không, em chỉ thấy là buồn thì về gia đình không được thôi. Ừ. Chứ... mình có cái cảm thấy hối hận khi những cái thời gian đó mình như vậy không? Dạ có chứ anh, thời gian đó em cũng đi làm, em cũng từ bỏ cũng đi làm nhưng mà về đây do hoàn cảnh gì gia đình không cho về vậy đó em mới khổ vậy.
gia đình tự luôn rồi. Thì khi mà chị bệnh như vậy thì có thuốc thang gì không? Dạ không anh ơi. Thường thường là khi mà bệnh như vậy là sẽ dùng thuốc để mà kìm hãm cái sự phát triển của cái vi khuẩn đó, virus đó. Mà chị không dùng như vậy thì em nó sẽ khiến cái sức khỏe của mình rất là xấu. Dạ, thì em về đây em sống, nói chung sống được bao nhiêu là hay bấy nhiêu đó. Thì nói chung là cái đó thì phải có bảo hiểm, nhưng mà em không có khả năng. Tiền dạ. Ăn em còn không có, nó làm gì có tiền mua bảo hiểm anh. Vậy thì chị có khi nào mà chị cảm thấy mình sợ cái chết không? Dạ không. Không hả? Em giờ nói chung em sống thoải mái lắm. Sống thì vui vẻ, sống được ngày nào dạ. hay ngày đó. Vậy là tinh thần mình cứ, dạ. cứ thoải mái, nhẹ nhàng. Chị cái này chị phơi cơm à? Dạ, cơm khô em để lên phơi. Cơm nguội giúp nước lại phơi. Anh để nào mà phơi cái mót lại để vô bọc. Khi nào mà tụi em không có gạo ăn, lấy cái này vô giúp nước nấu lại thành cơm ăn. Dạ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quá. Thôi thì thế này nè chị. Dạ. Em thì cũng không phải là người ở đây. Dạ. Em nói chung là một người xa lạ, nhưng mà gặp cái hoàn cảnh của hai chị á, yeah. em thấy cũng rất là thấy tội, thấy thương. Yeah. Thì cố ít lòng nhiều, yeah. em sẽ gửi cho hai chị một ít tiền để chị tạm thời mà mua gạo với đồ ăn thôi. Yeah. Rồi nếu như mà có một cái dịp nào đó có duyên, thì em có duyên với miền Tây, yeah. em sẽ trở lại thăm hai chị, nếu yeah. mà hai chị còn ở chỗ này. Yeah. Đó thì... nói chung là sau cái clip này á, mình muốn nói với tất cả mọi người luôn là không nên kỳ thị, bởi vì cũng chỉ là con người với nhau thôi. Mà cái bệnh này á, chỉ không phải là lây qua đường tiếp xúc nói chuyện hay là thế nào á, bệnh này rất là khó lây chứ không phải là dễ. Vì thế mà không nên kỳ thị. Giờ không biết nói gì nữa mọi người hết rồi, xong rồi. Thật sự mà vậy luôn. Em cũng cảm ơn mấy anh ghé thăm rồi hiểu được hoàn cảnh rồi em gì giúp đỡ tụi em gì, tụi em ăn nhiều lắm. Dạ. Giờ cuộc sống này giờ tụi em cũng không biết cười hay là biết khóc luôn nữa. Giờ tụi em chỉ mặt mang mặc cảm thì cũng không sống được, cho nên giờ tụi em mới cố gắng để sống thôi.